Tôn quan ai cũng thịnh mời để nhất mong tôn quan đi lại lần chắc giác đi trần gian quan đệ nhất oai hùng đi. Thank you.
nhất oai. Quy định chung chính thì anh biến ni nạ nhường đức tình người toàn lấp ngăn sâu đi nhị hà chư thương đáo lai hộ trì bài sai linh bộ binh tùy
phụng hoàng thân thánh chúa tin trung vương. Ta lòng thật giam từ bi lần lần chúng sinh cô ngã kim tính lệ dòng nhan thập cờ rượu ngày về chiếu ba văn đình. Đi nạp tin tao phú văn để nạp tin tao tung lên thượng giới ngôi cao đứng đỉnh hạ trình thủ phủ long cung cung. Nhị vị trang sinh khai phê cho nhị vị trang sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường về vương mạnh đôi đường đi cho áo đôi đường đầu năm chi cuối lộc lộc tài để đa bút mùa xuân hạ thu đông mơ. Bye.
Anh nghĩ vầng hồng
sáng dạng còn Nam Ninh con vua phải quốc động tình mẹ Tam Thái tử Giang Ninh về đây là do Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân thiên khánh tiệc yên mạng trường sinh khắp mết ni sân đình sân ni đơn quê hàng tiêu hồ thiều nhà vũ soi tình nghề
mạnh. Cơn sóng vô ầm ầm nổi dậy, sóng nghe tuôn trào cuồn cuộn cháy về. Nịnh còn khi đền nành giáng thăng tích, quan đệ tam, quan đệ tam thực đích chung quân. Tiệc ngày 24 tháng 6 hạ tuần, hòa chung Nam Bắc muôn dân tới đảo cầu. Quế ra sông đổ đầu, khắp sông Dô, sông Cầu, sông Át Ni, khi đến rạch xuống thác ra mái thuyền rồng trăm mái chèo bơi, xích đặng sông Tuần Lầy đuổi người qua đi về. Quan đây đây đây.
cầm cánh chim ca vang anh hỏi nốt thanh hoàng lốt thanh hoàng trầm nổi dư man triều đình văn võ ba quan sai đến đón rước đức để ta quan về trong sách sử chép đền nành giang thang tích nghi đánh giang từ xích đàng cờ quốc sư con ghi quan đề tam năm phép không ai bì ninh quyền vua bát hải thông chi mê các tò quan đơn vị tam thông minh chính trực trong chiều đường người đâu có nhường ai bị được thao họ toàn tay địch thần tam bước phủ công ngài giam bì hàng tấu đối thiên đình nhẹ thủy phố dưới thủy tề quy đủ bốn năm xưa uy người ra chấp chính kỳ cương nghi cần cân đầy bậc sửa sang cho có đời chính giang viên nghi chính giang viên doanh ngân ni sở bắc nghi trời vầng hồng sáng giang tòa nam minh đã con vua thoại quốc động đình nghi đệ tam thái tử giáng đình ngôi đền rộng đức gom về thung dung nghi hoa màn người bẩm sinh thành chất dung nhan cung thỉnh mời quan đơn lễ tam phi phương hiện màu dung nhan khác thường chân giang khê nên ngàn quan xuống bệ đánh đánh giang từ quý địa tòa danh nam mê đền thờ quan người ta tiết kiệu vàng long kim hồ thạch bàn hay cỏ kim hoa thức thì xa lâu đài điện cát dừng nước về thủy quốc hồ kim nên ngàn lấy ngọc nữ đi cột cột dâng nước phép thì không ai ngang tranh quan chơi đời sau tiệc rồi về chơi thoải phú dòng lòng đại gần đi vào tôi dăm ba đồng tứ theo hồ vào cung hương phụ ra trời bỗng chơi sông cô lịch lúc sang sông tam đi tiệc màn lan đi mời quan đệ tử vun con rời thanh tiên cục chòi chòi phong ma sắc rồng đò trôi phong quy huyền quan đệ tư quy hùng thì dạy vang ý
quyền quan cũng phụ uy hùng, uy hùng ngài dạy vang. Sang tu tiếp tài hạ về giải trừ ta. Thank you.
đất Quan Không Chi Đạo Phật Ni Chuyên Ra. Nhịp cầu mang bát nghi ngân thô hà niệm hàng nghi tinh tú nghi a ông lớn bày ra ngang nghi
truyền phan các quan luôn về truyền phan các quan đi tả văn nêu võ lương ban đau thật lệnh truyền văn võ đôi hàng văn võ đôi hàng vận truyền văn võ đôi hàng để tiên minh và tá hòa kéo ra lệnh truyền tiên đội bàn khai quang trong nhan thông cờ diều khai quang chức lan duyên ngã tít tăng cung giặc kim phục hoàng tân cận thánh chúa tín trung vương ta thân gia mi tử lần vận chúng suy vô mã kim đức lệ trong nhan thập cờ diều ngài về chiêu mã văn thường biên rõ ràng về cho nhị tự trường sinh viên hai chữ trường sinh đi cho hai chữ trường sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường khi cho bức mệnh đuôi đường Oh!
hành sơn địa, chỉ sông sông cạn địa, chỉ núi núi tan à, đánh đồng dẹp bắt cho nước nhà. Muôn dân đi đạo ơi.
vạn nàng vào chiều thục hàn mi dạp dạng chiều đà cô sập nắng dọc bờ trời sông tranh còn
đồng, hỏi nước sông chảy. Đào thiên nhi cứu được nhi tùng hoành, đó là sông tranh nghe đáp tiếng trả lời là quan đệ ngũ sáng ngời chợt trong phủ ninh như giang Tuyết nguyện bởi lòng
ai tấm áo bào đỏ nay đã chuyển thành màu phai nhạt, gió lạnh sương xa vì nóng bụi bạc sự ngay gian đào lộn chẳng nghi đen. Trước cung điện triều đình mang ra xét hỏi bắt nòng hầu truyền đi khắp mọi oan vì ông bươm là nơi chiết hoa đoàn phủ tội trời không dung. Đường thiên lý quan tuần quan sang mà bơ ngỡ hỏi ông chẳng già, hỏi ông chẳng già thấu tỏ chẳng cao. Quan lớn hỏi chẳng nghi, hỏi gió hỏi trời, hỏi rằng nguyện não chiều vì đồng rồi hỏi cơn nắng dạ sao lỡ hại người, sao lỡ hại người trong lúc phong ba cỏ cây ơi có thấu hiểu lòng ta sớm đi cùng thủy kiệt đi xương xa lạnh lạnh đông đông. Nước con sông cùng nước sông kỳ cùng tâm ngọc côn sơn kiệt cùng nghi thiếu hạt trắng non sông cùng trong đồng nệ tuôn ra đôi hàng. Gật nòng người đau như cắt nở chân hoàn, nở chân hoàn ông quyết trả cho xong nòng diêm không thẹn với nòng nghi mượn dây hoàn nghiệt thác cho xong tội trời. Bông bông đùng 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 bông bông đùng đùng gió giật mưa bay quan lỗi quan đi truyền đất đất đồng trời dây hoan kế lại thành đôi ông bạch xa. Ngô
hồ phúc lốt đam đầu cử vị châu lên nân nân dần hạt ra đôi bên hình quan đệ cũng ngự đến ni sập và sắc ban phong người kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tinh tôn quan tâm nề vạn phép môn linh quyền người cai quản âm binh nhà trời ngự đồng ai mình cao bóng quý lương uy trời thủy khí đoan trang tấu quan tuần ngài hiền hách quý quang ra tay tế độ trần gian con đường lúc bấy giờ người ra uy hùng hồ lệnh quan truyền cứu độ muôn dân cơn đùng đùng nghi nổ chất đang vân ngự đồng ban phép cứu dân quan chủ ta khắp gần xa ơn quan tuần vạn võ ai có lòng được hưởng phúc tha xa riêng ai cách trở giang hà cầm cờ chỉ núi núi đà mà tan không canh dấu chim người ban cho mà trần ai có thà quan lớn chúc cả dài còn riêng ai phật là chưa qua yêu quan đệ ngũ cửa nhà được an khang tiếng nước danh ni tung hoành dũng ngược có phen chơi nước nhược bồng ai khi chơi bạc trúc bạc mai bạc loan tiền ngọc xuống vầy xương ca các bộ làng ra tay bè quê ngài dạo chơi thành thị hô tiến nia ba ngàn thế giới sư nhiên tiếng ông đệ ngũ khắp miền mà đông tây khi cầm quyền ngài còn đang tra sổ xuống bản tên quan đổi số cho ai thiên binh nghe văn võ toàn tài quan tuần người lịch sự đáng trai bậc anh hùng đêm cùng ngày quan giữ việc thủy cung đội lệnh cứu trùng cứu độ muôn dân nia ai người cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân đi điều hò quan kiếp chi nay tam giới các tòa nay về gia ngự xứ ca mi bản đêm chữ thập mà cải thành chữ thiên phù hộ các ghế thiên niên ni thọ trường vì cô quận tìm nhà hữu phúc thử nòng người trong lúc nánh thân nhiên tháng hai giữa tiết chủ tuần ông bà lòng não mộng thần để báo may giấc
giấc mộng tình mới hay sự lạ. Đôi bạch xà tựa ngựa nghe thơi, sử sách ngày nay vẫn lưu truyền, bạch xà đại tướng kể bên điện rồng. Bỗng một buổi tay bay họa rối, hai ông bà mắc nợ của công, lệnh nghiêm mi sấm sét đùng đùng, tậu gà nuôi rắn không dung nhị tội trời. Nè nuốt nè đắng đắng cay xiết kề, thương đôi long xà tựa thế thương con nè. Nập đàn nè ta trước công môn, xin đem đôi răng thả luôn nè giữa dòng. Cơn phong vũ ầm ầm mây nổi dậy, sóng bạc đầu nước xoáy mây mông nghe. Đôi long xà thoát xuống thủy cung, nước nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa cha. Khắp duyên hải sấm gian từ đây, bóng bóng long hầu đã nổi dậy nơi nơi. Những phường hai nước hai dân, gian tà quỷ tuyệt không tha mi tội dày. Dịp nay nước về tòa mi thủy tộc, tội giáo huỳnh bỏ đúc sai hoa. Nẽ thường tội báo oan gia, hại nhân nhân hại sự đà mê không xa. Nguyện thứ nhất quan giang phúc chữ tài, đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh cường. Nguyện thứ hai buôn bán trăm đường, tiền tài nơ loát bạc vàng được đề đa. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho canh hầu được đặc lễ, độ họ Bùi con được phú quý giàu sang. Nguyện thứ tư cho quốc thái dân an, qua cơn binh tịnh dân an được thanh bình. Thỏa niên thiếu quan vào sinh ra từ, có đôi chỉ đồng nhẹ tựa hồng mao. Cõi trần gian còn nặng gánh gian nào, sử sanh ghi để Nam Tào có tên. Gương anh dũng muôn đời soi tỏ, chí hào hùng sáng dạng non sông. Vinh quang thay con cháu lạc rồng, muôn dân đều biết quan tuần người tài cao. Chầu thôi lại trở ra đi, cưỡi tướng bạch hổ nên chầu. Sẽ là thành đai hồi cúc đồng đêm.